cái giớn của tôi. Giờ này á, Mẫn sẽ đi thăm giớn. Quý cô chú anh chị cả nhà mình cùng đi thăm giớn với Mẫn nha. Để Mẫn bơi xích ra một xíu. Bữa nay con đen nó hào hứng lắm, tại vì lâu lắm luôn rồi Mẫn không có cho nó ra ngoài. Ngồi yên, ngồi yên đi. Cá, cá, cá. Có cá, có cá. Có cảm giác như này bung như sao ta? Gì đó. Vòng cá ở đây nữa. Ôi, không có cho xuống. Trời ơi, sót hoài vậy ta. Để đi sót con nè. Cá lồng tông, cá gô. Bữa hổm bữa nay ý quá trời luôn. Bắt đầu đi lên bờ á mà Mẫn không có cho nó đi mà nó la vậy á. Ui tép kìa. Ôi ơi tép con bự bự không. Ba mẹ ra văng đây được không ta? Kiếm cá lâu kiếm gỡ đã luôn á. Mình có cầm lại cây mới mới được rồi. Đây, bữa nào đi. Bữa nào ấy lại. Quên nữa, quên để ý nữa. Bữa thì Mẫn không thăm mà nó cũng không có bị giấy nha, nó không có bị ngọt. Đòi lợi nước khí thế nè. Em coi chừng nào nó xuống nè. Giờ này tắm là tối. Quá trời ốc luôn.
cá đầu kia. Giờ này cái người ta hát rồi. Lục bình này mai mốt chắc xịt thêm một quận nữa quá. Đang à. Trời ơi, khúc này có cá nè. Ôi, cá tép nè, quá trường luôn. Ôi tép, tép nhiều dữ dằn quá. Đen ơi, Đen ơi, Đen, Đen ơi, Đen, chín 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 chín. Đúng đứng à? Ta đâu? Đúng rồi, tay kia nữa, đi đâu ạ? À? Đâu rồi? Đâu ạ? À?
hồi bé nuốt hai đứa, hai đứa rớt nuốt được lượt luôn đó. Hai đứa rớt kệ đang nói sao xui nha. Lủng luôn rồi nè, nó lòi tan hết luôn. Ốc với cua không, như cua kẹp lủng hết trơn. Ê! Rồi rồi, giờ nó nhảy xuống. Rớt rồi quá. Đúng rồi, trời ơi giỏi quá. Đây con ớt nè. Mình ơi quá trời luôn, toàn là tép không luôn. Tép nè, cái trê nè, cái trê con, cá lóc con, cá bể trầu. Rồi, nói chung là đủ hết trơn luôn. Cái gì cũng có hết trơn. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo hệ Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Tính ra bữa nay cũng im quá chừng luôn. Bữa nay cũng im lắm.